con xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đạo Công Giáo nhé. Đấy, hôm nay con đi cho mọi người tham quan giáo xứ Nam Hang Đá rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó chính là giáo xứ Hai Giáp, giáo phận Bối Chu. Đấy, con lên đây con quay cho mọi người xem. Đây là cái gì nhỉ? Cái này này. Cá. Ở cái này hình như là thả cá nhưng mà chưa thả. Có mọi người thấy chưa, trang trí điện rất là đẹp. Đấy, khuôn viên toàn điện lấp lánh không. Đấy, còn đi lên được cả bậc cầu thang này. Đấy, để em đi con đi lên trên này còn quay cho mọi người xem nhé. Đó, đây ạ. Hang đá rất là đẹp luôn, ngôi sao trên này rất là đẹp. Đó mọi người thấy chưa? Noel 2022. Đó rất là đẹp. Một trang trí điện, ngập tràn điện luôn. Rồi con đi xuống tiếp bên này, con quay cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, mọi người đang xem video thì nhớ bật chất lượng 4K này để xem cho nó nét nhé. Đấy. Hình ảnh sắc nét cũng như là âm thanh con muốn gửi đến mọi người một cách chi tiết và rõ nhất nhé. Và mọi người đừng quên cho con một lượt like nhé, đăng ký kênh để ủng hộ cho con nhé. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, tiếp theo là hang đá thứ hai. Hang đá này đây, nhìn từ xa toàn cảnh. Từ xa toàn cảnh nhìn rất là đẹp luôn, rất là lung linh. Này con đi vào bên trong này, đứng ở bên trong này con quay cho mọi người cùng xem. Đây là ông già Noel này. Ông già Noel đang đi. Đấy, này còn có là thiên thần đang chạy kìa. Đây thiên thần đang chạy này. Đấy, đi. Rất hay luôn. Độc đáo. Đây, chính giữa này. Con quay lên tận chân này. Cái này là dâu ba. Rồi đi lên chưa? Đấy, quay ở bên hông này nhìn nó đẹp hơn này. Đó thấy chưa? Hang đá ấy. đi sang bên này xem cái này. Thánh cứ dê làm cả tối không nghỉ luôn. Đây chỉ là tượng ông Thánh Giuse thôi. Tượng ông Thánh Giuse thôi. Đấy, cái cử động chân này. Đấy, để chú xem này. Đó, đây à. À đấy. Chú con đấy. Trong đấy là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ trong bụng mẹ. Đúng chính xác là hai đồng Giêsu đấy. Hai đồng Giêsu. Là đứng mẹ đang may vá. Ừ. Thánh cả chú xe làm nghề thợ mộc đấy. Đúng rồi. Đây là một hình ảnh gia đình thành gia. Có nước này. Đó mọi người chờ đấy. Lát nước này. Ôi cái này không gỡ được. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Đi ra bên này. Cảm. Mấy ngày nay con bị cảm đi gió lạnh nhiều. Nên là mọi người thông cảm đấy. Và con đứng tận xa này con quay cho mọi người xem ạ. Đó thấy chưa ạ. Đây ạ. Khung cảnh hang đá của dâu bà ạ. Tuyệt vời luôn. Một vẻ đẹp mà
con không thể diễn tả hết được. Đấy, con tiếp tục đi đi sang bên này. Bên này trang trí điện rất là nhiều. Rất là ấn tượng bởi hai cây cây nhãn. À, cây nhãn. À, trang trí điện này, điện thả rất là nhiều. Và rất là đẹp. Có mọi người thấy chưa này? Đấy, có con khỉ à? Con khỉ bằng tượng này. Đó. Đấy, hàng rào này. Đây là hang đá. Đó mọi người chưa, đây này, đây giữa này còn có hoa phong lan này. Này. Hoa phong lan này đẹp chưa? Ôi ở bên kia có bó nấm già Noel cứ sang rồi. Đấy, bên này có ông già Noel nữa này. Ông già Noel đang thổi kèn này. Đây là cái gì đây? Ở đây này. Này, bộ ấm chén này. À, ông cụ hình như ông cụ. Hình như là ông cụ. Rồi hàng đá còn làm xa, làm sâu. Và còn dài lắm. Đó, con quay ra đây cho mọi người xem. Này con đi lên trên này để con quay chi tiết hơn cho mọi người xem nhé. Không biết là con lên được bậc không? À, lên được. Đấy, đây là mừng chùa Giáng sinh của dâu nhì. Đó mọi người thấy chưa? Cây cối phong cảnh rất là đẹp. Đấy, tầng lớp lớp này. Đấy, tầng lớp lớp lên. Rất là nhiều luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, con tiếp tục đi sang bên này. Quay tiếp hang đá bên này cho mọi người xem tiếp. Bởi vì còn rất là nhiều hang đá đẹp. Đấy, đi sang bên này. Hang đá bên này thì lại trang trí bằng dàn nháy. Đấy, điện thả tô rùa rất là nhiều luôn. Bên này lại phong cách hang đá mừng chùa Giáng sinh lại một phong cách mới, một phong cách rất là độc lạ. Đấy, lại không dùng điện kia nhiều, lại dùng dàn nháy để nó có chiều sâu này. Đây con quay đứng ra xa này để con quay cho mọi người xem toàn cảnh hang đá. Đây ạ. Đây con quay từ trên xuống dưới cho mọi người cùng xem ạ. Đó mọi người thấy chưa ạ? Rất là to luôn, những hang đá này rất là to luôn. À mọi người để ý là nhìn là cao gần bằng gác chuông luôn. Mà gác chuông này cao tầm 30-40 mét rồi. Đấy, còn có các đồi núi này. Có thấy chưa ạ? Đây là dâu nhất. Con đánh giá năm nay hang đá làm rất là đẹp. Rất là tuyệt vời.
đi sang bên này, bên sang bên này là còn ấn tượng nhất này. Bắt đầu vào nhìn thấy luôn. Này hang đá bên này đẹp. Đó mọi người thấy chưa? Đây có cây thông Noel rất là to luôn ở giữa này. Ở phía bên hông này trải thảm cỏ. Đó đẹp chưa ạ? Mọi người thấy đẹp không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Đây hình như hình tượng này. Từng nớp nớp. Chuông à? Đó rất là đẹp luôn. Này, ui, quả. Quả gì à? Quả này là quả. Quả chanh à? Quả chanh. Còn này có chanh, còn bên này là có quất. Có quất. Đó mọi người thấy chưa? Đây con quay toàn bộ xung quanh này. Đây rất là đẹp luôn. Đấy, chuông nhà sư đã kêu rồi ạ. Đây, một cây thông Noel. Quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn ạ. Đây ạ, bên này thì rất là sáng. Bên này rất là nhiều bóng điện. Sáng và đẹp, đấy. Con đến đây con quay cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người đi chơi rất là nhiều rồi. Bộ tượng chuyển động này. Thành du xe đang xẻ cưa. Đúng không ạ? Đấy. Đây là đứa mẹ này. Mùa đông năm nào các ông mới để một năm nhầm. Năm ngoái cũng bị cam. Đi sang bên này. Ông già nói em này. Được chưa? Nhiều dê. À, đứng ở ngoài đi xem nào. Này nhìn chưa, ở ngoài đây là nhìn nó toàn cảnh hơn này. Đấy, nhìn như thế này mới hình dung hết được. Nhìn từ xa. Đấy, đi sang bên này.
đi sang bên này tiếp tục này. Bên này là hang đá. Bên này còn được đường lên này. Ồ, bên này còn có cả cầu thang lên luôn này. Đây, có con cầu thang đi lên này. Ồ, thấy chưa? Ui, đi trên này cẩn thận nhé, không là ngã đấy. Trên đấy đi cẩn thận. Bên này có một cây thông Noel nữa này. Đó, họ quay đây cho mọi người xem. Nhà đây mọi người ngắm này. Đẹp chưa? Tuyệt vời chưa? Đấy, nó đang sang rồi, con đang sang. Đấy, xung quanh khuôn viên của giáo xứ này. Đấy, ngôi sao này cũng đẹp này. Đó, mọi người nhìn được chưa? Đấy. Đây nữa này. Rất đẹp luôn. Đây, giả sư ở đây. Video con cũng dài rồi. Con cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Hẹn mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Mọi người đừng quên đăng ký kênh và like, chia sẻ video này cho mọi người khác cùng xem hang đá, cũng như là con tiếp tục gửi tới mọi người những video về hang đá của các giáo xứ khác nhau. Mọi người nhớ ủng hộ cho con nhiều. Con cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc.